Đầu tiên muốn cho hiển thị các icon Microcomputer này và Microcomputer của mình lên màn hình desktop bạn. Bấm vào setting, sau đó bấm vào personalization biểu tượng thứ tư ở dòng trên cùng. Sau đó bạn bấm tiếp vào dòng timer và dòng timer, tôi đọc cũng không chuẩn lắm đâu ạ. Sau đó bạn kéo xuống dưới và bạn bấm vào dòng có chữ desktop icon setting. Bạn đã nhìn thấy tất cả các dấu check, có 5 dấu check. Bạn muốn cho hiển thị mục nào thì bạn check vào mục đó. Bạn ấn apply và ok. Và mọi thứ diễn ra rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể làm được. Tất nhiên là tôi hướng dẫn bài này hướng dẫn cho những người chưa biết thôi ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn, chào tạm biệt.